Huấn luyện viên Park Hang-seo không tham dự lễ bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra lúc 14 giờ hôm nay, ngày 30 tháng 8, tại Thái Lan. Nhưng chắc chắn ông cực kỳ nung nấu khát vọng cùng tuyển Việt Nam đoạt lại chức vô địch Đông Nam Á từ tay người Thái. Một năm sau AFF Cup 2020 diễn ra năm 2021 do dịch COVID-19, tuyển Việt Nam và các đội bóng trong khu vực lại chuẩn bị bước vào cuộc đua mới. Để xác định nhà vua Đông Nam Á, khi đại dịch đã được khống chế, AFF Cup 2022 sẽ quay lại với thể thức sân nhà. Sân khách với 10 đội bóng chia làm hai bảng. Là cựu vương năm 2018, tuyển Việt Nam nghiễm nhiên nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với đương kim vô địch Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 gồm Malaysia đã vào đến chung kết AFF Cup 2020 và Indonesia. Còn lại lần lượt là Singapore. Philippines, hạt giống số 3, Myanmar, Campuchia, nhóm 4, Lào và đội vượt qua vòng sơ loại giữa Brunei và Timor-Leste. Với cách bố trí này, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ nằm ở hai bảng, và nghiễm nhiên được xếp là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Về mặt tính toán chiến lược, cả người Thái lẫn chúng ta đều muốn hẹn nhau ở chung kết. Thay vì gặp nhau sớm tại bán kết như giải rồi. Thực tế, sau một năm thì tương quan lực lượng, các đội dù có ít nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản bộ tứ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia sẽ là những cái tên thách thức nhất cho vòng bán kết. Riêng Indonesia đặc biệt đang rất máu vô địch khi tìm mọi cách nhập tịch các ngôi sao ngoại. Đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng bày tỏ, tôi nghĩ cơ hội để các đội cạnh tranh là như nhau cả. Vì trình độ các đội đều sàn sàn nhau, khoảng cách chuyên môn không quá lớn. AFF Cup 2022 sẽ rất khác giải đấu một năm trước thi đấu tập trung trong điều kiện cách ly bong bóng ngặt nghèo tại singapore việc giải đấu trở về thể thức sân nhà sân khách sẽ giúp các đội có động lực mạnh mẽ hơn phải tính toán khi được chơi trước khán giả nhà và ứng phó sức ép trên sân đối thủ mục tiêu của tôi và anh em cầu thủ vẫn là vào đến trận chung kết còn đối thủ là ai cũng được kể cả thái lan hay lào chuyên gia bóng đá đoàn minh sương phân tích Dựa trên tương quan lực lượng, nếu bốc thăm gặp Indonesia, tôi nghĩ sẽ rất thú vị vì đội bóng đất nước này rất sục sôi muốn đấu với chúng ta. Và giúp Việt Nam dễ đá hơn khi gặp Malaysia có những tính toán khôn ngoan. Nếu chạm trán với Singapore thì tuyển Việt Nam sẽ có thử thách ở giải Tam Hùng vào tháng 9 tới ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong số những đội nhóm sau, Campuchia và Lào đang rất tiến bộ thời gian gần đây cũng sẽ là bài toán đặt ra cho Việt Nam nếu gặp họ. Nhưng cho dù đối thủ nào thì Việt Nam với thực lực, kinh nghiệm và độ dày dạn của mình, chúng ta cũng sẽ phải chiến thắng để giành một trong hai suất đầu vào bán kết. Điều đó nằm trong khả năng. Ông Park có nhiều chọn lựa, huấn luyện viên Park Hang Seo không bay sang Bangkok, Thái Lan. Để cùng quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tấn dự lễ bốc thăm do AFF tổ chức. Có vẻ như nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn dành thời gian cho những công tác chuẩn bị ở đợt tập trung sắp tới. Khi VFF tận dụng FIFA đây để tổ chức giải giao hữu với Ấn Độ và Singapore từ ngày 21 tháng 9 27/9. Trên sân thống nhất, đó sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Park có thể quy tụ những học trò xuất sắc nhất. Ngoại trừ trọng Hoàng chấn thương dài hạn toàn bộ ngôi sao tuyển Việt Nam và cả những tài năng trẻ đều đang ở trạng thái thể lực và tinh thần hết sức tích cực. Tại giải đấu ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Park sẽ kiểm tra phong độ của các học trò, kể cả những gương mặt vừa trở lại sau chấn thương như Văn Hậu, Tiến Dũng, Tiến Linh. Và chắc chắn, như nhiều lần chia sẻ, ông Park sẽ muốn mạnh tay hơn nữa. Để triển khai triết lý bóng đá mang tính áp đặt lối chơi hơn. Đó là điều cần thiết khi ngoại trừ Thái Lan. Toàn bộ các đội bóng Đông Nam Á khi gặp Việt Nam đều chọn lối chơi từ thủ thất bại ở AFF Cup 2020. Với việc để mất ngôi đầu bảng vào những phút cuối vì thua Indonesia hiệu số bàn thắng bại. Đã chỉ ra cho ông Park và tuyển Việt Nam mặt hạn chế khi vẫn giỏi chơi phòng ngự phản công hơn là chủ động dâng cao kiểm soát trận đấu. So với một năm trước, chúng ta đang chứng kiến lứa 1997 với tấn tài, thành trung, đã vào độ 9 và thể hiện phong độ cực kỳ tốt tại V-League. Song song đó, ông Park có nhiều sự lựa chọn từ lứa U23 Việt Nam đang cứng cáp dần như, mạnh dũng. Thanh Bình, Việt Anh, tiền đạo Tiến Linh cho biết, so với một năm trước, tin rằng tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhất là sau một năm lứa U23 Việt Nam bắt đầu khẳng định được mình, trong khi bộ khung trụ cột đang vào độ 9. Cho đến lúc này, nhìn chung các tuyển thủ đang có bước chạy đà rất tốt khi giải V-League diễn ra thuận lợi. Với tính cạnh tranh trong từng trận đấu rất cao, cũng giống Hùng Dũng, tôi cũng nhắm đến mục tiêu lọt vào chung kết. Việc được chơi trên sân nhà Mỹ Đình chắc chắn sẽ là sự khích lệ rất lớn để chúng tôi tạo ra sự khác biệt so với AFF Cup 2020. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến 15 tháng 1 năm 2023. Giải năm nay diễn ra theo thể thức sân nhà. Sân khách thay vì tập trung ở Singapore như AFF 2020, 10 đội chia hai bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt gồm hai trận sân nhà và hai trận sân khách ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội sẽ đá hai lượt đi và về trên sân nhà. Sân khách cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 h New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Uh... Mm -hmm.